Olympic Việt Nam cần màn chào sân ấn tượng trước Mông Cổ. Olympic Việt Nam cần có màn ra mắt ấn tượng trước Mông Cổ lúc 15 giờ chiều nay ngày 19 tháng 9 tại vòng bảng ASEAN 19. Cầu thủ trẻ có nhiều giải đấu tích lũy kinh nghiệm. Khó khăn bởi quy định đăng ký cầu thủ của chủ nhà Trung Quốc khiến đội tuyển Olympic Việt Nam chưa quy tụ đủ nhân tố xuất sắc và phong độ cao nhất lứa tuổi tham dự ASEAN 19. Nhưng đội hình được chọn tham dự đại hội cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong nước không ít. Một nửa trong số 20 cầu thủ đã có trên 10 lần ra sân ở cấp độ U23 tại mọi đấu trường. Quỹ thời gian ít ỏi 4 buổi tập lắp ghép đội hình cũng được khỏa lấp. Toàn đội đã làm quen với lối chơi kiểm soát, triển khai tấn công nhanh từ SEA Games 32 hồi tháng 5, cũng như thực hành ở hai giải đấu gần nhất là giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2024. Cũng phải kể đến việc lứa cầu thủ này được tạo điều kiện tập chung với đội tuyển quốc gia để trau dồi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh đấu đối kháng. Chính vì vậy, dù không được VFF đặt chỉ tiêu tại ASEAN 19, Olympic Việt Nam vẫn mong muốn có thành tích. Quỹ thời gian ít ỏi 4 buổi tập lắp ghép đội hình cũng được khỏa lấp. Toàn đội đã làm quen với lối chơi kiểm soát, triển khai tấn công nhanh từ SEA Games 32 hồi tháng 5. Cũng như thực hành ở hai giải đấu gần nhất là giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2024. Cũng phải kể đến việc lứa cầu thủ này được tạo điều kiện tập chung với đội tuyển quốc gia để trau dồi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh đấu đối kháng. Chính vì vậy, dù không được VFF đặt chỉ tiêu tại ASEAN 19, Olympic Việt Nam vẫn mong muốn có thành tích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.